Chế độ độc tài có vẻ đang chiếm lĩnh thế giới tư bản. Như thông lệ, cứ đến cuối năm, các nhà dân chủ lại lên đồng rằng cuộc lật đổ của họ sắp thành công nhờ những cơ hội bày ra trước thềm năm mới. Song bài viết gần đây của Nguyễn Thọ, bi kịch lạc quan, vốn đăng trên Facebook cá nhân, sau được nhiều trang của giới dân chủ đăng tải, cho thấy một sự thật mà giới dân chủ không thể phủ nhận được một thực tế rằng, ngay trong nước tư bản mà họ vẫn thường ca ngợi, các thế lực độc tài vẫn đang tồn tại, đang có nhiều chiều hướng phát triển. Mặc dù bài viết cố tình phân cực thế giới thành hai phe, độc tài và dân chủ với cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa phe độc tài và phe dân chủ. Những phân tích của ông cho thấy tại các nước tư bản, các thế lực cực hữu, độc tài, phân biệt chủng tộc toàn cầu ngày càng bành trướng. Có lẽ, các nhà dân chủ đã dần sáng mắt khi thấy cuộc khủng hoảng thế giới gần đây đều bắt nguồn từ thế giới nước tư bản. Trong bài viết của mình, Nguyễn Thọ cũng điểm tên một loạt các nước tư bản như Mỹ, Nga, các nước châu Âu, châu Mỹ với mô hình đa đảng đang phải trải qua những cuộc khủng hoảng từ chính trị, kinh tế, văn hóa. Mặc dù ông ta cho rằng nền dân chủ ở Mỹ, Pháp và Đức đã kịp thời thoát khỏi các thế lực cực hữu và phân biệt chủng tộc, song bài viết cũng nêu lên một thực tế phơi bày những bi kịch mà các nước tư bản gây ra không chỉ cho chính đất nước họ mà cho cả thế giới. Chẳng hạn như ô nhiễm môi trường, chiến tranh, diệt chủng đều đang bắt nguồn từ các nước tư bản với những mô hình đa đảng ngày càng khủng hoảng về chính trị. Theo Nguyễn Thọ, tại Pháp, Marine Le Pen luôn là một bóng ma truyền thông, đã có lúc thăm dò dư luận đưa ra con số 30% cho đảng FN của bà, đứng đầu nước Pháp. Nhưng chưa bao giờ bà thắng cử Tổng thống. Cứ mỗi lần bầu vòng 2 thì tất cả các đảng khác, dù nghe đau đến mấy, cũng tập hợp lại thành một khối, anti-Le Pen. Phân tích cho thấy những dối ghen trong chính trường Pháp và mặt trái của việc tồn tại nhiều đảng phái trong một đất nước. Nước Mỹ mà giới dân chủ đã từng ca ngợi về tự do dân chủ đã tham gia hơn 10 cuộc chiến tranh trong vòng 20 năm qua và con số này đã khiến nó trở thành quốc gia tham chiến nhiều nhất trong thế kỷ 21. Mỹ cũng là nước chi nhiều tiền nhất cho quân sự năm 2021 với 800 tỷ đô. Nước này cũng là một quốc gia xả nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất trong lịch sử, với 25% tổng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính mà nhân loại từng xả cho đến nay. Như vậy, Mỹ và các đồng minh đã và đang phải trải qua rất nhiều những khủng hoảng về chính trị, kinh tế, văn hóa dưới sự tồn tại của các đảng phái đối lập trên cùng một đất nước mặc dù nghêu ngao ca ngợi mô hình dân chủ của các nước này song với những bất cập mà nguyễn thọ đã nêu giới dân chủ cần phải hiểu rằng dân chủ thực sự chỉ có ở một nước mà đảng lãnh đạo là một đảng của dân do dân và vì dân như đảng cộng sản việt nam đã và đang thực hiện